chủ quán karaoke ép tiếp viên chụp ảnh khỏa thân để khống chế không cho bỏ trốn. Ngày 5 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ hai vợ chồng chủ quán karaoke Nguyễn Thị Cẩm Tuyền cùng chồng là Trần Đình Hưng, cùng 31 tuổi và 8 đàn em để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động bán dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là các nữ tiếp viên của quán karaoke. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ập vào một căn nhà ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, bắt quả tang 8 người là đàn em của Tuyền và Hùng đang có hành vi giam giữ 14 nữ tiếp viên karaoke. 8 người này gồm Nguyễn Vũ Phong, Phong Max, 25 tuổi, Trương Chê Huynh Ni, Nam Ca, 22 tuổi, Ngô Minh Khoa, 23 tuổi, Trần Tuấn Khải, 23 tuổi, Quách Văn Quang, 27 tuổi, Lê Thị Nguyệt Nhi, Bi, 18 tuổi, Mai Trung Hiếu, 16 tuổi, Trần Quốc Tuấn, 16 tuổi. Khám xét nơi ở của nhóm người này, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và một số hung khí. Sau khi mua về, vợ chồng Tuyền và đàn em ép buộc lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20 triệu cho đến 25 triệu đồng. Trong quá trình đó thì quay phim lại để thể hiện nạn nhân tự nguyện đến xin việc và vay tiền chứ không ai ép buộc. Theo công an tỉnh Đồng Nai, có nhiều hiện tượng các nghi phạm đã bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân bỏ trốn. Bước đầu, lực lượng công an xác định hai vợ chồng Tuyền và Hưng móc nối với các nghi phạm tại thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm những cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc làm. Khi tìm được con mồi, nhóm này bán cho vợ chồng Tuyền. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.